như cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: này đây có người gieo giống đi gieo lúa trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường chim trời bay đến ăn mất có hạt rơi xuống trên đá sỏi chỗ có ít đất nó liền mọc lên vì không có nhiều đất khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt và vì không đông rễ sâu nên liền khô héo có hạt rơi vào bụi gai gai mọc um tùm nên nó chết nghẹt có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả có hạt được một trăm có hạt sáu mươi có hạt ba mươi ai có tai thì hãy nghe các môn đệ đến gần thưa người rằng tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ người đáp lại về phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời còn họ thì không cho biết vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật Còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi Bởi thế thầy dùng vũ ngôn mà nói với họ Vì họ nhìn mà không thấy Lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng Các người lắng tai nghe mà chẳng hiểu Trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bị tai nhắm mắt lại, kẻo thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã, hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo, lo lắng việc đời ham mê của cải khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Kính thưa Cộng đoàn, các bài đọc lời Chúa trong Chúa Nhật 15 thường niên năm A hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh của lời Chúa tựa như những hạt giống gieo xuống mảnh đất tâm hồn con người đã trổ sinh mạnh mẽ và đem về mùa gặt bội thu hoa mọc. Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh của nông nghiệp như hạt giống, đất, người gieo để diễn tả việc người nghe đón nhận lời rao giảng của ngài. Chúng ta cần ghi nhận là dụ ngôn về người gieo giống không phải là một bài học về nông nghiệp, cũng không phải là nói chuyện về đất đai nhưng chính là nói về hạt giống và những mảnh đất đón nhận hạt giống. Qua bài tin mừng theo thánh Matthew chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã phân chia thành bốn loại đất mà người nông phu gieo hạt giống vào. Bốn loại đất ấy tiêu biểu cho bốn thái độ của con người trước lời Chúa. Đầu tiên là đất bên vệ đường, là những người không thiết tha gì đến lời Chúa. Kể đến là đất có lẫn sỏi đá, là những người mau mắn đón nhận lời Chúa nhưng không quý chuộng bao nhiêu. Khi gặp tí gian khó là bỏ cuộc. Tiếp đến là đất có nhiều gai góc là những người cũng đón nhận lời Chúa nhưng đã để cho các đam mê của xác thịt bao phủ tâm hồn họ. Chúng như những gai góc um tùm dần dần làm cho lời Chúa bị chết nghiệt. Cuối cùng là đất tốt, là những người nghe lời Chúa rồi ghi sâu vào tâm hồn và tích cực đem ra thi hành trong cuộc sống của mình. Như trong bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah, hình ảnh Thiên Chúa cho đổ mưa xuống trên toàn mặt đất, làm cho đất vì nhiêu màu mỡ, và Ngài ước mong đất sẽ đâm chồi nảy lộc, trổ sinh hoa màu tốt tươi, thì hạt giống nước trời cũng được ban cho mọi người và được mọi người đón nhận vào cuộc sống của mình. Điều Chúa Giêsu muốn nói trong bài tin mừng hôm nay là nước trời là một quà tặng thiên chúa ban cho con người, nhưng tùy vào thái độ của từng người mà con người sẽ nhận được hay không nhận được quà tặng đó. Không phải vì thiên chúa muốn làm khó, nhưng chính mỗi người phải tự đánh giá mình, xem cách sống của mình đã phù hợp để quà tặng nước trời mà thiên chúa ban được phát triển trong cuộc đời của mình chưa như những người khôn ngoan biết suy tính những người môn đề của chúa cần phải biết chuẩn bị chính mình hiểu biết những trở ngại nào làm cho mình không thể đón nhận nước trời hay những trở ngại nào làm cho hạt giống nước trời không thể phát triển nơi chính mình bởi chỉ có mảnh đất tốt mới trổ sinh nhiều bông hạt là những người biết lắng nghe lời chúa và đem ra thực hành trong đời sống theo mắt linh để trở thành mảnh đất tốt có ba bước trong việc lắng nghe lời Chúa. Bước thứ nhất là nghe lời Chúa, có thể gọi đây là bước của trí óc và việc lắng nghe, đọc và hiểu kinh thánh. Bước thứ hai là tôn trọng tích giữ lời Chúa, có thể gọi đây là bước của trái tim, là việc ghi sâu vào lòng lời Chúa ta vừa nghe rồi suy nghĩ xem có cách nào áp dụng lời đó vào cuộc sống và làm sao để lời Chúa biến cuộc sống của ta nên tốt đẹp hơn. Bước thứ ba là đem lời Chúa ra thực hành. Có thể gọi đây là bước của hành động, là tác động của lời Chúa lên đời sống của mình do những điều trí óc đã lãnh nhận và con tim đã tích chứa giữ gìn rồi từ đó phát sinh hiệu quả. Thực ra, Thiên Chúa không đòi hỏi mọi mảnh đất đều phải sinh hoa quả gấp trăm nhưng điều Ngài quan tâm là sự phát sinh hoa quả của những mảnh đất khác nhau. Nếu chúng ta là mảnh đất tốt, hãy tạ ơn Chúa và làm cho hạt giống lời Chúa được gấp trăm như trong bài tin mừng. Nếu ta là mảnh đất xấu, thì hãy biến mảnh đất xấu ấy thành mảnh đất có thể cày cấy được. Nếu ta là mảnh đất chai cứng bên vệ đường, thì hãy nỗ lực biến nó thành mảnh đất sốt. Nếu ta là mảnh đất có nhiều sỏi đá, hãy thu gom sỏi đá lại nghĩa là vứt đi những chứng ngại vật như sự lười biếng thờ ơ những thành kiến khuynh hướng xấu trong tâm hồn nếu ta làm mảnh đất có nhiều gai góc hãy dọn sạch cỏ rác để hạt giống lời chúa có thể phát triển tức là làm cho tâm hồn được thanh thản không còn những đam mê lo lắng về những sự ở đời này như thú vui xác thịt danh vọng của cải vật chất vì những thứ đó là những gai góc làm bóp chết lời chúa vệ đường đất sỏi đá hay đất đầy gai góc tất cả đều có thể mọc cây đơm bông kết hạt đây là chuyện không còn xa lạ với khoa học công nghệ hiện đại ngày nay sa mạc biến thành vườn rau thành vườn cây ăn trái nhiều thứ có dại không còn là nan giải nữa vấn đề còn lại ở đây là mảnh đất có đủ sâu và đủ thoáng để đón nhận nước và khí trời để hạt giống có thể nảy mầm hay không. Đây chính là thái độ mở ra với lời Chúa, khiêm nhu, lòng thánh thiện và sẵn sàng sửa đổi của mỗi người. Nếu có những điều đó thì dù cho cuộc đời, hoàn cảnh sống của ta ban đầu có như những mảnh đất đầy sỏi đá hay nhiều gai góc cũng sẽ trở thành mảnh đất tốt để cho hạt giống lời Chúa nảy mầm thành cây đơm bông và kết hạt. Ước mong sao mỗi người chúng ta biết nỗ lực cải biến đời mình để phù hợp với lời Chúa đã được gieo trong chồng chúng ta, để mảnh đất tâm hồn chúng ta sẽ sinh lợi như lời Chúa đã nói, hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi. AMEN